Bây giờ anh em mình chạy bao nhiêu mét? Về chạy 50 mét đi. Gì chạy có 50 mét vậy cha nội? Giờ xe này chạy được 50 mét mà chạy thôi không được. Sao tám dên dên mại vô mại vô, sao tám dên dên nha anh em. Đây đang chạy số 4, âm thanh rất là kích thích luôn. Sao tám dên dên mại vô anh em giao lưu đó. Bạn này giao lưu không? Trời đất cơ, xe này làm gì có cửa. Viva 115 hả? Ui, lên rủ ông chú này đua coi. Ông chú này đi chiếc quay nè, quay này chắc là bài bùa nè. Đua xe chú ơi, đua xe chú ơi, giỡn cái chú ơi. Hay da, hồi sáng giờ chạy vòng vòng sớm, chạy vòng vòng nhưng mà không có đối thủ anh em ơi. Ê, giờ muốn gì? Đua xe không? Đua xe chơi hả? Thử cái chơi thôi, đường này không được đâu. Đi theo anh nè. Đi đâu ra tôi gãi hả? Qua đường khác làm cái bất xác nha. Đi đâu đây, xe làm gì? 58 hả? 56 hả? 58. 58 đù chạy dữ lắm á. Chạy hết ga nhiêu? Gì ghê vậy? 103 à. 120 hả? 120 tính ra yếu mà được cái đề 3. Hả? Cái gì? Đang đi kiếm công chuyện, nói chung là xe mình mạnh quá chạy vòng kiếm kèo. Thử cái không? Thiệt mà. Mày điên, mày mua đi. Khùng. Chưa gì hết thấy tốn tiền rồi đó. Ủa qua được chưa ta? Mại vô mại vô, sao tám dên dên, sao tám dên dên. Không đối thủ, không đối thủ. Mình chỉ anh em cái cách để mà cái xe anh em bất bại nè. Nói chung là cái xe của mình 68 dên dên thì mình gạ mấy anh em nào đi bô xăng lửa. Ví dụ cái xe mình 65 thì mình gạ 62, 62 thì mình gạ 57, 57 mình gạ xe dên, kiểu vậy đúng không? Là mình cảm thấy không bị thiệt thòi, cảm thấy chiếc xe mình lúc nào cũng mạnh, lúc nào cũng lực. Còn mình làm 68 mà mình đi gặp mấy ông 72 Accenter là đảm bảo luôn, về là muốn giục cái xe liền. Nếu mà anh em có máu, máu tốc độ ha. Đó, đó là kinh nghiệm để mà mình kiềm chế bản thân mình lại. Ví dụ như là 68 đi gạ bô xăng lửa xe zin thôi thì đâu có đối thủ. Trời đất cơ, mấy chiếc xe hơi này mà chạy về ra thử cái nè. Mại vô mại vô, sao tám dên dên, sao tám dên dên. Rung ở dòng tua 6k chưa đạt, chưa đạt. Mại vô mại vô. Cái gì ghê vậy cha nội? Rim hả? Thôi rim không chơi. Cái gì ghê vậy ba? Sao 6 Racing rửa xe, đằng kia là Linh 67 rửa xe, sửa xe. Ủa, cái này cạnh tranh dữ à. Em ơi cho hỏi đây rửa xe nhiêu chiếc? Nhiêu? Rửa xe
Bị lãng tai không có nghe, đi ra đây nè. Em ơi, ở đây rửa xe nhiêu chiếc? 30 chiếc. 30 ngàn hả? Còn rửa người với xe combo luôn thì 50k một chiếc. Ủa, rửa người với xe là sao? Có nghĩa là chạy tới ngồi lên, ngồi trên xe luôn, em rửa người luôn, tắm luôn. Là mày tắm giùm luôn á hả? Đúng rồi. Trời đất cơ. Bây giờ chiếc xe của anh nè, nó không có dơ nhiều, nói chung là dơ sương sương thôi, giờ rửa bao nhiêu? Sương sương thì cũng lấy kẻ thôi. 30. 28 ngàn. 28 ngàn bớt 2 ngàn hả? Dạ. Thôi 10 ngàn thôi mày ơi. 10 ngàn thì em rửa cái bánh trước thôi được không? Bây giờ em rửa nguyên một chiếc xe dơ là 30 ngàn, thì cái xe anh nó sạch sẵn, rửa sơ thôi. 7-8 ngàn được rồi. Được rồi, 10 ngàn được rồi. Thì cái chỗ rửa xe của người ta mà ông vô ông trả giá thì nhắm ông rửa được không? Không rửa được thì đi chỗ khác rửa, tôi rửa 30 ngàn hả? Trời đất ơi, mày làm gì ghê vậy, giỡn chút xíu thôi. Thì mưa gió rửa ới lắm nên là tính hơi nóng chút xíu. Vậy mua nước mía uống. Nước nóng lắm, mua nước dừa đi. Nước mía nhiêu ly? 10 ngàn. Nước mía bây giờ người ta bán có 2-3 ngàn ly ông ơi. Thôi nói chơi thôi. Nói chơi thôi chứ không có uống. Ai uống thì mà. Vậy không uống nước miếng rửa xe vậy đu xe đi. Trời đất ơi, mấy cái xe này chạy được không em? Được chứ. Mấy cái xe này sao chạy, cái bánh nhỏ quá sao chạy? Chạy được á. Cái lớp này lớp nhiêu vậy? Lớp 60. Lớp 60 mà nó mòn cỡ này mà chạy sao được? Cái lớp này thay được rồi. Chạy xăng á nên nó hơi mòn á chứ không phải là bị mòn đâu. Cái lớp này á là cha nội chạy lâu quá nó bị mòn chứ chạy sân gì cỡ này. Chủ xe nói vỏ chạy xăng nó mòn gì nè. À lắm á. Là mình chạy khi nào nó thành đầu chùa là giống mấy cái lớp đua xe á hả? Đúng rồi. Tàu lao chứ sao, thấy cái lớp kia nó cũng bằng vậy nè, thì giống như cái lớp chạy xăng mà. Cái này đùm xe đạp sao chạy? Này chế qua xe máy chạy được mà sao vậy. Trời đất ơi, xe máy mà đi đùm xe đạp. Đùm xe đạp, căm, niền nhôm, lớp xe đạp. Xe thì nói chung là đi trời nắng được chứ trời mưa là đi không được nha. Nước nó vô đẩy ướt hết luôn á. Wow, dữ vậy. Ủa sao nó lùng dữ vậy? Cái gì kỳ vậy? Làm chiếc xe lên mà chạy không được làm chi? Đường vòng chạy không được. À. Ông nội ơi, làm chiếc xe lên mà dựng không mà đường thẳng mới chạy được. Đường cong chạy không được hả? Xe này của anh đó hả? Có đâu. À. Em làm có tiền chơi cái này. Gì ghê vậy? Xe này nhiêu đâu? Dư sức. Nói chung mấy ông mà ông nói ông không có tiền á là cẩn thận nha anh em. Trong tủ cũng nhiều lắm. Bánh trước là lớp nhiêu em? Lớp camel 50, đằng sau 60. Quá dữ ha. Đi mấy cái lớp này chạy đâu được, té chết á. Đây thêm chiếc nữa nè. Nói rồi xe lùn lắm, đụng vô lại ngã à. Cái này trời nè, để dựng xe chứ đâu có chân chống được. Cái này phải mày gầy bẫy không? Ngã đền đúng không? Đúng rồi. Á, à, trên nó gầy bẫy nè. Đây còn đang cay vụ chất ẹt bữa nên là hơi cay xíu, giờ gầy bẫy đền đền vàng áo mới mà. Cay thì uống sữa em. Uống sữa là hết cay thôi. Nói chung mình lớn rồi, mình chơi làm sao cho lớp trẻ nó bắt chước, nó chơi theo lành mạnh xíu. Đi mấy cái lớp này té chết đó em, không được đâu, hai lớp bự đi. Nè nhìn xe anh nè, thấy không? Lớp nhìn như là lớp xe mô tô vậy á, chào bá lửa luôn nè. To không? Sao em không đi lớp này cho đẹp? Mấy xe ba gác cũng đi bánh to. Nghĩ sao xe người ta vậy, nói xe ba gác. Hôm nay tính qua đây rủ em đua xe chơi mà thấy cái lớp này là chạy không được rồi. Chạy được hết trơn á, sao chạy không được? Không được, lớp này chạy không được. Xe này độ lên chủ yếu là đậu trong nhà ngắm thôi chứ chạy không được. Chạy được. Chạy không được. Thì mình thử đi, mình chưa thử sao mình biết được. Cái này công nghệ gì đây? Công nghệ dây rút. Chù, già số gãy hả?
chú cha dữ ta. Xe này làm gì? Xe zin. Xe zin. Xe zin mà làm về ngoài nhìn ghê vậy. Xe này có bán không? Không mua đâu. Mua làm chi? Xe này mua làm chi? Đây thêm chiếc nè, chiếc này là chủ lò rửa xe nha anh em. Thì chiếc này gần đây cũng đi bánh cầm, vỏ nhỏ. Đó. Đi cái niền chút ác à. Đĩa sao? Hôm bữa thấy mày tháo thắng mà hôm nay gắn vô lại hả? Sợ gắn vô chứ để tháo thắng ra bánh cầm á. Làm gì tháo thắng ra sao chạy? Hôm bữa thấy tháo thắng mà. Mai mốt em tháo thắng á, là chơi trước sau luôn, không có đi thắng luôn. Còn tháo thắng mà tháo cái thắng sau làm chi cho nó mệt đúng không? Đó, xe này làm gì em? Xe zin luôn. Zin hết. Không tin, thiệt luôn á, mày nói xe zin tao không tin á. Bữa thua chiếc mẹ ông giờ còn cay dữ lắm á. Mắc gì cay, uống sữa chưa? Bữa thua nước mà cay mà. Có mấy chai xì tin mà cay, giờ muốn nữa không? Thử lại cái nữa. Xe này xe zin thiệt không vậy? Đúng rồi. Xe zin mà có cái này hả? Đúng rồi, gắn cho nó rồi. Ơ chết mẹ. Ủa sao bị gì vậy? Em ơi. Ủa alo. Đã gài bẫy ông đang bắt đền mà cái lọc này tới người ta tới 1.2 triệu lận á. Ông rồi đẩy cái con cái xe này lại. Rồi sao? Ê gắn lại cho nhỏ đi ba. Không biết xích ra là dùng bỏ rồi đâu gắn được đâu. Cái này rẻ mà. 1.2 triệu cái gì 1.2 triệu, cái này riêu mấy trăm mà, còn pha ke mấy chục à. Vậy không? Ừ. Thôi để đi chút gắn sao. Cái này lỡ tay nha, không cố ý nha. Chủ xe đâu? Chủ xe đây. Chủ xe ơi. Dạ. Sao nghe lời nó dụ chi vậy? Làm cái xe vậy sao đi? Đi được. Đi được hả? Đi được. Đi tất cả trong điều kiện được luôn. Được hết. Trời mưa. Trời mưa được luôn. Trời nắng. Được hết. Đường trường. Được luôn. Đường hẻm. Được. Đường đất. Chơi được luôn. Đường ruộng. Được hết. Nước là không được thôi. Đường đua. Đường đua đi được mà chạy chậm hơn ta. Đường biển. Đường biển, đường đường chim bay nữa. Trời đất cơ. Chừng nào té chết. Xe anh nè, bô xăng lửa nhẹ à. Xe anh thì bô xăng lửa nhẹ à. Sao để túi đèn chi vậy? Thì để cho nó đẹp thôi mà. Nói chung là bu xăng lửa nhẹ à. Bây giờ anh em mình chạy một cái. Nói chung là mấy ly nước mía uống chơi. Trời nắng quá. Giờ chạy đường thẳng nha. Chạy đường thẳng, đường cong, đường ruộng, đường mưa, đường gì cũng chơi. Không, giờ chạy đường thẳng trước à. Bây giờ anh em mình chạy bao nhiêu mét? Giờ chạy 50 mét đi. Cái gì chạy có 50 mét vậy cha nội? Giờ xe này chạy được 50 mét nè, chạy hơn cũng được. 50 mét hả? Đúng rồi. Để tính coi. Xe này cầm zin. Xe kia cầm gì? Xe kia cầm cầm gì không biết nữa. Chạy với chiếc này đi. Ừ. Ok. 50 mét. Dứt. 3 ly nước mía. Ừ. Chơi không? Chớ. Rồi, nay gỡ kèo lại nha anh em. Bữa thua chiếc hẹt rồi cay lắm mà. Giờ phải lấy lại của ổng mới được. Xe đi cái vỏ nhỏ xíu mà đòi chạy với rider 68 ZZ. Quá dữ luôn. Cái xe của ổng là ổng ngồi là tuột xuống dưới luôn. Bà nội nào mà ngồi lên chiếc xe này là đảm bảo luôn. Núi đè. Bên đây là chiếc Sonic, còn bên đây là chiếc Sachia. Ghê không? Số gãy ghê không? Rồi bây giờ chạy ở đâu? Bây giờ chạy ở đâu? Bây giờ chạy ở đâu nè? Ở đây luôn. Qua đường này đi. Quẹo trái. Tới mình nha. Đường này là mày khỏi chạy luôn. Chơi đường này. Đường này sao chạy? Sao không chạy?
đường này sao chạy chạy được con chiếc à, xe này giờ lùn quá đâu có chạy được đường này đâu. Bây giờ chấp chạy trước luôn. Chấp chạy trước luôn hả? Tôi chấp chạy trước luôn. Được không? Chấp chạy trước mà. Chạy luôn mà. Giờ chấp chạy trước đúng không? Giờ chạy đường này đúng không? Đúng rồi. Chơi lụm. Từ đây vô chổng tới cuối đường là lụm. Rồi ra trước đi. Rồi vô. Chấp chạy trước mà, lên trước đi. Tội nghiệp ha, cái lớp nhỏ quá, vô đường thì sao chạy. Làm gì đó, nói chuyện gì đó. Ghê ha, ghê ha. Có chiến thuật nữa ha. Chạy đi, nãy nói hay lắm mà. Chạy đi, đường còn dài lắm, chấp chạy trước á. Chấp chạy trước đó em. Chạy đi, chạy nhanh lên. Xe mạnh lắm mà. Chạy nhanh lên. Giờ mình muốn vượt lúc nào cũng được luôn á. Hả? À. Tác hại của việc đi lớp nhỏ quá là vô mấy cái đường này chạy có được đâu. Rồi, chịu thua đi. Rồi. Xong. Nói chung là cái đường này á. Vậy là quê. Sao quê? Hồi nãy tôi ăn ông, giờ ông ăn tôi quê. Hồi nãy mình thua, còn cái này là bỏ cuộc. Bỏ cuộc có nghĩa là thua. Ừ, chơi gian dữ vậy. Hồi nãy mình thua là khi chạy mình thua đúng không? Mình không có bỏ cuộc. Đúng rồi. Còn cái này là nó tự bỏ cuộc, có nghĩa là nó thua. Rồi, kèo mình hồi nãy nói rồi ha. Vài ly nước mía uống chơi thôi. Có gì đâu. Là thua tiếp nha anh em. Cái này phải gỡ lại cái kèo khác rồi, hai chầu rồi đó. Rồi, cố gắng gỡ lại nha. Mấy cái lớp này á là mình chỉ dùng đi đường trường thôi. Còn nếu mà vô mấy cái đường gồ ghề đất đá là chạy lạng quạng nó bể lóc máy nè, móp củ bô nè. Đó, thấy không? Mà xe này hồi nãy bạn này nói là xe zin mà nghe cái bô lớn vậy. Anh mà là con gái em kêu anh ngồi lên cái yên này em chở đi về nhà hay là chở đi cà phê là anh quýnh em á. Ngồi có được đâu. Thiệt sự mấy bạn gái mà đam mê lắm luôn á mới phái cái yên này thôi. Ngồi lên một cái là thằng chủ xe nó lụm liền. Nhột chịu không nổi. Ok, theo mình thấy là chiếc này đi số gãy nha anh em. Số gãy GRB đi cây phụt zin. Cái xe này nếu mà em đi luôn cây phụt lùng á, nó sẽ đẹp lắm á. Đúng không? Cây phụt này cao quá. Khi mà mình ngồi á, nhìn cái đít nó chu quá, nhọn quá. Còn nếu mà đi cây phụt lùng lùng lại á, là cái xe nó cân hơn. Nền là đi nền vô cô, đùm xe đạp. Mà đi cái đùm này á là mình không có xài cao su đùm đúng không? Đúng rồi. Giặt không? Chạy nó giặt không? Đời ba nó giặt. Nhưng mà nó lẹ. Đúng rồi. Nó lẹ lắm. Nó nhẹ. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mình chạy ra nha. Ở trong đây ghê quá à. Ở trong đây nói chung là rác rến ghê quá. Ông nội ơi, mình đứng chút xíu mình nhìn xuống cái hết hồn luôn, cả đống luôn. Mấy anh mà có bạn gái thì mấy anh vô chỗ khác giùm em ơi. Mấy anh đi vô mấy cái gò đất, mấy anh làm tùm lum tùm la, xả tùm lum tùm la, thấy gớm quá. Ok, bây giờ đi uống nước mía nha anh em. Thì video này chỉ mang tính chất giải trí thôi, chứ không có đua xe nha anh em. Chủ yếu vui là chính thôi, quay một cái clip giải trí cho anh em xem thôi. Đẹp ha. Sonic Raider đi bên Câm. Giờ chạy về trời sắp mưa rồi.
Cái bô chả rung rinh gần rớt kìa. Trời ơi, bây giờ mới để ý nha anh em, xe không thắng sao. Ông nội ơi, xe nó không thắng sao. Ok, bye bye anh em nha. Giờ chạy về mưa quá.